Đó là lý do tại sao động vật ăn cỏ sinh con trong những ngày mưa. Cỏ có lượng dưỡng chất thấp cho nên bà mẹ tương lai hầu như phải ăn liên tục để đảm bảo sẵn có nguồn cung sữa thường xuyên. Đứa con chưa chào đời đang mọc quậy, một cái móng vuốt nhỏ xíu đang xem thử sườn mẹ nó giãn ra được tới đâu. Con mẹ đang rời đàn để được riêng tư sinh nở, bởi sự riêng tư đồng nghĩa với an toàn. Và trước hiểm họa khắp nơi thì đó là điều sáng tỏ. Bà mẹ luôn bị kẻ ăn thịt đe dọa, nhưng thậm chí có hơn thế đi nữa thì giờ cơn đau đẻ cũng đã bắt đầu. Việc sinh nở sẽ dễ dàng hơn nếu nó nằm xuống rồi lại đứng lên. Nó cảnh giác trước hiểm họa hơn bao giờ hết. Nếu con chó rừng đánh hơi được mùi của nó hay của con nó thì có thể có rắc rối, nó có thể giết chúng nó. Con thú mẹ rời tới một nơi an toàn hơn. Con linh dương mẹ đã mang thai được 6 tháng, nhưng thời gian từ lúc bắt đầu đau đẻ cho tới khi sinh là chưa đầy một giờ đồng hồ. Nó chẳng có gì phải sợ, con chó rừng ở cách quá xa. Tuy nhiên, thậm chí vào lúc cuối này, nó vẫn có thể ngừng sinh và thu con vào trở lại nếu mối nguy hiểm thực sự đe dọa. Nó mới được 2 tuổi khi sinh đứa con đầu tiên, mà vẫn có thể sinh con mỗi năm một lần cho tới cuối đời. Cuối cùng, đã có chỗ để thở, và chẳng mấy chốc có chỗ để chạy. Và đây rồi, thành viên mới nhất trong bầy, khá loạn choạng, nhưng rồi nó cũng sẽ sớm nô đùa. Con mẹ ăn hết nhau thai, việc này giúp xóa dấu vết hiệu quả trước những kẻ ăn thịt và kích thích tiết sữa. Đó là lần duy nhất nó thấy món thịt hấp dẫn, bởi việc lâm bồn đã kích hoạt những biến đổi hóa học tạm thời trong não của nó. Chẳng có bộ chân nào của thú non hoạt động ngay được, nhưng chúng sẽ biến chuyển nhanh đến bất ngờ, có lẽ chỉ trong khoảng 15 phút. Chà, đúng rất hay. Ôi, gần như vậy mà thôi. Con thú non đã học được kiểu này. Đã bắt đầu ổn. Đây là biểu hiện phi thường về khả năng bắt đầu rất sớm sau khi sinh. Nhưng sau đó, sự sống còn của con thú non sẽ phụ thuộc vào khả năng phản ứng nhanh và chạy trốn những kẻ săn mồi. Mỗi con linh dương con có một mùi riêng đặc biệt in sâu trong tâm trí của thú mẹ khi nó làm vệ sinh cho con. Nó thắt chặt mối dây liên kết giữa mẹ và con tới khi thú con được cai sữa khoảng 4 tháng sau. Nhưng con thú non nảy ra một ý, thử 4 chân mới của mình. Còn quá hấp tấp vụng về, chưa đủ sức ra được. Khi mà cậu nhóc vẫn chưa vững vàng trên chân mình, thì mẹ nó vẫn ở sát bên, che giấu nó trong vài ngày đầu đời, trước khi cả hai nhập bầy trở lại. Nó
đói bụng quá đi thôi. Bố mẹ đâu mất rồi nhỉ? Thật là đã khi được bố mẹ sau buổi tập thể lực. Khi lũ thú con không bú mẹ hay không tìm được sự an toàn bên mẹ thì chúng sẽ tụ lại trong một nhà trẻ. Giờ nó đã vững chân, đã tới lúc khám phá và gặp gỡ bạn mới. Nhưng yên tâm là mẹ nó sẽ không bao giờ ở quá xa. Linh dương mẹ chịu trách nhiệm hoàn toàn, còn cha nó chẳng đóng vai trò gì khi chúng nó mới đến này.